Mình chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung của video hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề gây tranh cãi rất là nhiều, con chim chằn làng và con chim bách thanh thực tế là hai con hay là một con. Bạn câu hỏi rất là hay và cách vào cám cho nó như thế nào. Những bạn nào quan tâm tới vấn đề này mà các bạn theo dõi hết video nhé các bạn. Ở đây mình có hai con, một con chằn làng và một con bách thanh. Đây mình có con bách thanh màu đỏ này các bạn à, nhưng để xem hai con này là một hay là sao nhé các bạn. Đây mình có một con chim bách thanh à, đỏ ngói các bạn, rất là đẹp. Và một con chim chàng làng đang thay lông, đuôi cuộn cuộn. Các bạn đây là con chim chàng làng các bạn, màu trắng xám. Thực tế hai con này các bạn là hai con thiệt à, thì tại ở đây có hai con. Nhưng mà nó cùng chung một họ các bạn, nó đều là cái họ ăn thịt, nó giống như cái họ trà màu, con trà màu và con trà màu núi, hay là cái họ bồ cắt. Đó, nó có cắt lớn cắt nhỏ các bạn. Đó, ưng ó diều hâu nó đều là cái họ nhà nó các bạn. Ưng ó đại bàng diều hâu đều là cái họ ăn thịt, thì cái họ này nó cũng giống như vậy, đều là một họ. Đó, nó là con bách thanh trắng và con bách thanh đỏ các bạn, hay còn có tên gọi khác là con chàng làng hung, chàng làng đỏ và chàng làng trắng các bạn. Bạn gọi sao cũng đúng hết. Hai con này nó ăn giống nhau, nó ăn thịt giống nhau, nó ác độc giống nhau. Nó các bạn bắt nó một cái là nó cắn xì máu, cái mỏ nó bén lắm, cực kỳ bén như các bạn. À, cái con bách thanh này nó có một cái nhược đặc điểm bắt chước rất là hay, nó bắt chước khỏi chê các bạn, bắt chước không chê miếng nào, giống y chang luôn. Bạn mà nuôi con chim khác mà gần con chim bách thanh này nó bắt chước không sai miếng nào, rất là giỏi. À, hai con đều giống nhau như các bạn, bản chất của nó, cái tiếng kêu của nó thì nó không có hay, cứ ọt kẹt ọt kẹt vậy thôi. Nhưng mà cái hồi nào bạn nuôi lâu ngày à, bạn nuôi lâu ngày á, bạn kêu gần các cái con chim hót hay á, nó hót y chang luôn. Bạn thử coi, bạn về nuôi thử coi, nó hót y chang luôn, không sai miếng nào hết. Nó là một cái máy copy rất là hay, rất là nhanh. À, còn cách vào cám cho nó các bạn à, nó cũng rất là dễ. Một cái hũ cám như vậy không, như hồi đầu mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, cái cách vào cám cho các cái dòng ăn sâu, ăn đồ tươi này nó rất là dễ nhé các bạn, nó không có khó. Mình bỏ một nửa hũ cám và một nửa hũ sâu, đó, lộn xộn lại. Con chim nó thấy sâu bò thì nó mổ ăn, con sâu nó dính cám, con chim ăn riết rồi là bắt đầu cái nó quen cái mùi cám, nó sẽ ăn cám các bạn. Vào cám nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh đấy các bạn. Còn sâu dế gì cũng được. Để ở đây mình cho sâu, con này cũng mới vừa sưu tầm được, đang còn nhát nè. Đó, sâu và cám lộn vào, một nửa sâu một nửa cám. Đó, các bạn bỏ đầy hũ vào cho nó thấy, bỏ ít quá nó mới là nó không thấy nha các bạn. Đó, hũ nhỏ nhỏ thôi, tại cái con này nó ăn cũng nhiều, một ngày nó ăn hết một hũ đó. Đó, vừa sâu vừa cám là một ngày nó ăn hết một hũ. Còn không hết thì ngày mai bạn phải sàng lại, tại cái con sâu này nó cũng ăn cám nè, là cám nó vụn ra đó các bạn. Đó, ngày mai phải sàng lại, đổ cám mới vào, đổ cám cũ này cũng được nhưng mà phải sàng bớt cái vụn đi rồi bỏ sâu vào. Đó, các bạn làm một tuần lễ thôi là con chim nó tự biết ăn cám, nó nhanh lắm. Cái dòng này nó rất là nhanh nhé các bạn, nó vào cám rất là nhanh. Nhưng các bạn lưu ý, cái dòng này thả avi không có nuôi chung được với con nào. Đó, các bạn mình nuôi chung nó với con nào là sáng mai còn mình nó. Đó, đảm bảo luôn. À, các bạn lưu ý nha, không có nuôi chung được nó với con nào hết. À, cái dòng này là nó vậy, dòng này nó chỉ nuôi riêng biệt thôi, giống như đại bàng vậy đó các bạn.
À, chị nuôi riêng nó thôi chứ không nuôi chung được với con nào hết. Nếu các bạn nuôi chung là sáng mai còn mình nó nha. À, các bạn lưu ý. Nó rất là hay, nó bắt chước rất hay, nhưng mà không nuôi chung được. Các bạn, những gì mình biết mình chia sẻ lại cho các bạn. Bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like. Ha. Bạn nào thấy hay thì chia sẻ lại cho bạn bè các bạn. Để không mai mốt bạn bè các bạn bắt được cái con này. Về nhốt chung là sáng mai còn của mình nó. À, cái con này nhốt chung tháng mai mà cái mỏ nó rất là bé, chứa cái là thì máu liền, bạn lưu ý nha. À. Rồi là Bách Thanh cũng nó, Tràng Làng cũng nó, các bạn kêu thao cũng được, để nó một họ nhà nó nha. Mà cái tiếng hót nó cũng giống nhau luôn, tiếng hót nó y chang nhau các bạn. À, tiếng ban đầu á, còn nuôi gần con nào nó bắt chước con đó thì tùy nhà bạn, vì nhà bạn có con gì hay thì treo gần nó bắt chước hay lắm. Rồi video đến đây là tạm dừng rồi, ai thấy video hữu ích thì cho mình một like ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.